Ai đã bảo bác tham ô tham nhũng mà bác đã giật mình? Bác thấy đấy, trong tất cả các cuộc họp em đều đứng lên phát biểu là kịch liệt chống tham ô tham nhũng cơ mà. Tôi công nhận cậu là người chống tham ô tham nhũng tích cực nhất ở xã này. Thôi ta vào việc chính đi. Việc gì đấy bác? Xã ta là xã có nghề truyền thống, sản phẩm làm ra thì không ăn được, chẳng ai biết cũng chẳng có ai hay. Cho nên sau mấy cuộc họp bàn lên bàn xuống đi đến quyết định, đúc tượng ông tổ làng nghề đặt ở ngay đầu làng ta. Trước hết là để marketing, sau đó là kích thích tinh thần bà con của xã ta. Có như thế mới giữ được cái nghề truyền thống, và đồng thời như thế mới làm cho đời sống của bà con ta khá lên, tiến lên được. Ông nào nghĩ ra cái mưu mới là cao đấy ạ. Này, xã mình là xã làng nghề, đúng, mà lại không có cụ tổ, cho nên người ta không tin. Đúng. Thế bây giờ có cụ tổ thì kiểu gì người ta cũng phải tin. Đúng. Đúng không ạ? Lúc đấy bà con phấn khởi á, nó là bà con giàu ngay. Đúng. Thế nhưng mà vấn đề ấy, bây giờ tạc cụ bằng đất sét à? Ấy, sao lại bằng đất sét? Phải làm bằng đồng. Bởi vì chất liệu đồng nó rất bền, nó sẽ tồn tại vĩnh cửu mãi với thời gian. Đấy. Bằng đồng ấy ạ, em sợ là bằng đồng không khả thi. Bởi vì anh thử biết là đồng bây giờ đắt lắm. Đúng, chắc chắn là đắt rồi. Ngoài sự đóng góp của bà con trong xã, ở huyện rót về cho chúng ta 10 tỷ đồng. 10 tỷ cơ ạ? Đúng. 10 tỷ. Úi trời ơi. Anh ơi, anh em mình sắp ăn đậm rồi đấy. Sao đây đậm nào? 10 tỷ cơ mà. Ừ, thế nhưng mà tức là cậu bảo tôi tham ô tham nhũng à? Không được, không được. Đấy, cái đó là chết đấy. Không phải, ai đã bảo bác chấm mút rồi đấy mà bác phải sợ. Tức là bây giờ nói tóm lại là ở trên rót xuống 10 tỷ. Đúng. Cộng với nhân dân đóng góp nữa. Đúng. Tức là hơn 10 tỷ đúng không? Phải. Thế thì việc đầu tiên ấy là em phải mua một xe ô tô anh ạ. Sao lại mua ô tô? Khổ quá, thế bây giờ chẳng nhẽ anh cứ lóc cóc đạp với xe đạp để đi liên hệ đúc tượng à? Ai người ta đúc cho anh? Cái việc mua xe ô tô ấy là để phục vụ cho anh đi đúc tượng. Có lý, có logic. Đấy, sau khi mua xe ô tô là em xây luôn cho anh một cái nhà. Hả? Ờ, xây nhà cho tôi á? Dạ vâng. Ừ. Khổ quá, anh không hiểu gì cả. Thế bây giờ nhá, em phải lo cho anh một cái cơ sở vật chất nó tốt, thì cái đầu anh nó mới thoáng. Cái đầu anh mới thoáng thì anh mới đi đúc được tượng chứ. Anh hiểu không? Nói lồm na thế này. Tức là bây giờ trên là đang giao cho mình 10 tỷ đúng không? À. Cộng với cái dân đóng góp vào nữa thì em cứ cho là 10 tỷ 2 đi, đúng không? Đúng, 10 tỷ 2 nhá. 10 tỷ 2. Em việc đầu tiên là em mua ô tô này. Ô tô nhá. Thế sau đó là em mua nhà. Đó. Còn cái việc cuối cùng vẫn là đúc tượng. Đấy, mua ô tô mua nhà để phục vụ đúc tượng. Có thế thôi mày, không hiểu. Cậu phân tích như thế rất có logic. Nhưng mà thế này, thì nhớ xảy ra chuyện gì thì cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy nhá. Ờ, nếu mà xảy ra chuyện gì thì em chịu trách nhiệm. Nó đơn giản thôi anh ơi, các nơi người ta đều làm như thế mà nhá. Ờ, ví dụ mà nó có vấn đề gì thì mình cứ bảo là mình trình độ văn hóa mình thấp, trình độ quản lý mình yếu kém, thế cho nên là nó có một số cái vấn đề nó thất thoát nên không đáng kể, thế là hòa. Thôi được rồi, cậu nói rất có lý dích, vậy cậu triệt để thực thi đi cho thôi nhá. Bây giờ này, bác cứ quán triệt. Rồi. Còn em ở dưới em cứ thực hiện nhá. Rồi. Sai đâu ta sửa đấy. Rồi, cứ thế mà làm. Thôi, em đi luôn. Rồi, đi đi. Anh ơi. À. Anh cho em hỏi ở đây bác nào là chủ xưởng nhỉ? Ở đây. Thế có chuyện gì đấy bác chú? À, anh. Em. Ờ, thế là bác là chủ xưởng ở đây ạ. Ờ. Vâng, thế em xin bắt tay bác một cái ạ. Chuyện... Trình bày với bác thế này. Ở xã em ấy là có cái dự án, tức là đúc tượng ông cụ tổ làng nghề. À. Vâng anh ạ. Rồi. Xã là dự kiến là từ 24-26 tấn đồng. Ừ. Ông cụ tổ làng nghề là cao 7m. 7m? Thế ở đây có đúc không ạ? Đúc chứ. Ở đây là hàng ngày là toàn đúc ống nhổ đấy. Ừ, anh ơi. Khổ quá. Đây là em đúc ông cụ tổ làng nghề, tức là đúc tượng ấy chứ không phải đúc ống nhổ. Tượng cũng đúc. À thế. Ừ, đây này. Ở đây đúc cả anh hùng Xạ Điêu này. À, anh hùng Lương Xuân Bạc này. Vâng. Đấy. 18 anh hùng Lương Xuân Bạc đang đặt thế này. Đấy. Anh ơi, em tưởng là 118 anh hùng Lương Xuân Bạc chứ sao lại có 18 anh như thế nào? Ngày xưa là 118, bây giờ còn rút gọn đi còn 18 thôi. À, tôi chết, em hiểu rồi. Chắc là họ rút gọn thế để cho nó nhẹ kinh phí. Ừ, đấy. Thế ảnh ông cụ đâu? Dạ, báo cáo anh đây này. Ông cụ tổ làng nghề nhà em chết từ lâu lắm rồi.
thấy đồn là chết trước ở Cung Nguyên cơ. Thế à? Vâng, thì hồi đấy là truyền thần thì không có nhiếp ảnh thì không. Ừ. Thế thành thử là chả ai nhớ được mặt. À. Thôi bây giờ thế này. Ừ. Làm sao mà bác cứ chế cho ông cụ em một cái mặt tức là cao to đẹp dài hiền lành phúc hậu. Thế là được. Được rồi, yên tâm. Tôi sẽ mời về đây một số nhà sử học này, một số nhà triết gia này, sẽ thiết kế cho ông cụ nhà anh một cái bộ mặt thật là hoành tráng, được chưa? Dạ vâng. À. Nếu mà được thế thì anh chế luôn cho ông cụ tổ làng nghề nhà em một bộ râu được không? Râu à? Dạ vâng. Râu bi la đen nhá. Râu bi la đen? Ờ. Chết không được anh ơi. Râu bi la đen thì rậm quá. Rậm quá à? Vâng. Thế thì Khánh Nhọ. Khánh Nhọ. Cái anh Quốc Khánh trong phim đi. Ôi, này anh ơi, đấy phải được cái bộ râu như của anh Quốc Khánh thì đẹp anh ạ. Quá. Thế nhưng mà em sợ anh không cho mượn thì sao? Cho chứ không cho. Nếu mà ông có thắc mắc gì ấy, cứ dúi cho ông tí tiền, gọi là tiền bản quyền ấy nhá. Dạ vâng, được thế. Còn nếu ông thắc mắc nữa nhá thì tôi sẽ chế cho ông một cái mụn ruồi nằm ở đây. Chế cho ông cụ tổ làng nghề em cái mụn ruồi ở mặt đấy. Anh ơi, em sợ mụn ruồi mà nó mọc trên mặt thì trông nó hơi điêu. Điêu à? Hay thôi nhá, bỏ cái phương án mụn ruồi đi. Chứ tôi bỏ mụn ruồi. Vâng. Ờ. Thế nhưng mà anh phải đảm bảo cho em là cái râu của anh Quốc Khánh nhá. Ừ. Chứ không cụ đang đứng ở làng mà anh Khánh về đòi râu chết em. Ừ, yên tâm, không vấn đề đấy, không có vấn đề đấy đâu. Yên tâm. Thôi bây giờ thế này nhá. Dạ vâng. Anh em mình vào kia ký hợp đồng. Dạ vâng. Thế trước khi đi ký hợp đồng thì em nhắc lại cho anh nhá. Tức là ông cụ nhà em này. Cao 1m7. Không, 7m chứ mày. Cao 7m, 24 đến 26 tấn đồng. Được rồi. Mà làm sao mà cụ đứng ở trong làng vào bất kỳ vị trí nào Ai cũng nhìn thấy, đúng. Được rồi. Vâng. Được rồi. Thế để trước khi ký hợp đồng thì cho em về xã em thống nhất với xã em tí cho em quay lại ngay. Em phải về xã nữa. Dạ vâng, thì em phải thống nhất xong em mới quay lại được. Em quay lại ngay mà. Nhá. Thôi tôi về quay lại luôn nhá. Vâng, thế bác cứ nghiên cứu cho em cái nhá. Thế về nhá. Vâng, em đi đây. Thế về quay lại luôn đấy nhá. Anh ạ. Báo các anh là công việc đúc tượng là tiến triển tốt ạ. Này, nhưng mà tượng phải thật cao, to, hoành tráng đấy nhá. Hoành tráng chứ sao lại không hoành tráng. Em nói cho anh biết là tượng cụ tổ ấy là cao những 7 mét và nặng 24 tấn. À, thế à? Dạ vâng, em còn chế cho cụ một bộ râu nghệ sĩ nữa cơ. Úi dồi, tuyệt vời. Giỏi, cậu rất giỏi. Như thế thì tớ yên tâm rồi. Úi dồi, nhưng mà cậu ạ. Sao anh? Mấy hôm nay tớ kìa vắt hết chất xám ra để suy nghĩ về cái việc đúc tượng làm sao thật tốt đẹp nhất. Nhưng mà cậu bảo, nhà thì nhà rột, vách thì vách đất. Nhà này không có điều hòa, nóng như lửa ấy. Đêm nào tớ cũng phải ra ngoài dội mấy gáo nước cho nó thật tỉnh táo để làm việc. Cậu bảo tớ sống như thế thì làm sao đầu óc minh mẫn để có thể tạo ra chất xám làm việc được cơ chứ. Đấy, cái việc làm nhà trước khi đúc tượng là em nói với bác ngay từ đầu. Đúng không ạ? Xây nhà ấy thì chẳng qua nó chỉ là cái chỗ để ở thôi. Đúng. Mà cái chỗ để ở nó có tốt ấy thì tức là cái đầu óc mình, cái tư duy mình nó mới sáng. Đúng. Mà tư duy của bác có sáng ấy thì bác làm tượng nó mới tốt. Đúng. Quả rất đúng. Ừ, thôi được rồi, bây giờ thế này. Ừ, em sẽ cho thợ nó đến, nó thiết kế, nó xây cho bác cái nhà nhá. Rồi. Mà nhà đã không làm thôi, làm là phải 3 tầng đổ lên. Ấy, làm 3 tầng thì to quá. Bà con lại nhìn vào thấy nó trướng. Trướng gì? 2 tầng thôi. Thôi thế thì thế này, em cứ cho nó thiết kế là 2 tầng rưỡi nhá. Mỗi phòng em cho nó lắp một cái điều hòa. Bác đồng ý không? Được, đồng ý. Để từ ngày mai bác quên ngay cho em cái động từ nóng đi. Nóng là tính từ chứ không phải là động từ nhá. Đấy chết. Ai gọi là tính từ là sai đấy. Bình thường nhá, bác nóng đúng không? Bác phải quạt. Mà bác quạt thì bác phải hoạt động. Cũng như đêm qua đấy, bác kêu nóng bác chạy ra giếng bác dội nước. Thế bác múc nước với bác dội nước thì là động hay là tính? Thì về mình phải gọi là động từ nóng mới là đúng. Giỏi, thằng này rất giỏi. Khá lắm, giải thích rất giỏi. Thôi, bây giờ tóm lại là em phải đi triển khai ngay. Rồi nhá. Rồi. Thế đi nhá. Anh ơi. Ôi trời, gì đấy? Em có tí thay đổi nhá. Lại thay đổi à? Dạ vâng. Thế tăng chiều cao hay là tăng râu? Dạ không. Tức là hôm qua xã đã họp mà lại một lần nữa kỹ rồi. Bây giờ đi đến thống nhất là giảm xuống anh ạ. Giảm xuống à? Dạ vâng. Ôi trời, khó lắm đây này. Đây này, ông tổ làng nghề nhà ông tôi đã túc sẵn rồi đây này, mẫu đây này. Đấy. Dạ đây giờ giảm đi, giảm bao nhiêu? Dạ bây giờ này, tức là ý ở xã ấy là 7 mét ấy. Trước là 7 mét. Vâng, thì nó mà này cụ lại đặt trên đỉnh núi thì nó bị cao quá. Cao quá à? Vâng, nó không hợp lý. Thôi bây giờ này nhá, giảm ông cụ xuống 3 mét được chưa? Dạ không, em đã bảo ông cụ nhá, được đặt trên đỉnh một ngọn núi ở quê nhà em. Tức là 3 mét này vẫn bị cao quá. Vẫn bây cao. Giờ anh làm thế nào xuống còn 1 mét thôi. 1 mét? Dạ vâng. Úi dồi ôi, 1 mét thì không bằng người thường à. Hả?
Ôi anh thế, ơi. Không có thực tế. Không thế phải. Chả nghĩa là ông cụ nhà ông nhá, 1 mét đứng ôm một cái lọ sẽ đứng thế này nhá. Dạ, đứng thì thế nào cũng được anh ạ. Nhưng mà như này, ở quê nhà em đồn là cái thời mà các cụ trước Nguyên ấy là các cụ thấp lắm. Thấp à? Vâng, tạng là còn không cả bằng em cơ. Thế à? Vâng. Ui rồi ôi, thế thì chứng tỏ ông cụ tổ làng nghề nhà ông ấy là các cụ nói không sai là khôn lắm ý. Khôn ạ? Ừ. Dạ, thế thì hóa ra anh cũng biết ông cụ tổ làng nghề nhà em à? Không, không biết nhưng mà đoán thế. Bởi vì các cụ có câu này này này. Nhất lé, nhì lùn, tam min, tứ trột. Ông cụ nhà ông là xếp là top 2 đấy còn gì nữa. Khôn là cái loại top 2 đấy. Ôi trời, bác giỏi thật đấy. Hẹn nào ông cụ tổ làng nghề nhà em nhá. Ngày xưa là cũng 18 làng. À. Thế mãi về sau sau khi ông cụ lấy vợ xong à. Thì là ông giảm đến bây giờ còn mỗi cái làng nhà em đấy. Thế à? Dạ vâng. Thôi được rồi, thế thống nhất thế nhá. Vâng vâng, thế thì rút xuống còn 1 mét. Dạ à. Vâng, bác nhớ nhá, không phải làm cao quá để bà con người ta nói. Được rồi, yên tâm. Vâng. 1 mét nhá. Vâng vâng, thế em đi nhá. Đi nhá. Tiền công vẫn thế đấy nhá. Anh ạ, ông này là thế nào, công việc đã xong chưa? Công việc thì anh phải hỏi công việc nào chứ, bây giờ em 7-8 cái đầu việc thì anh phải hỏi cái việc nào thì em mới trả lời được. Cái việc nhà tư. À nhà của anh nhỉ. Anh về cái vấn đề nhà của anh ấy thì là khoảng 10 ngày nữa xong, em đang cho hoàn thiện rồi. Rồi. Thế bây giờ tinh thần thế này, tức là mỗi một phòng em lắp một cái tivi, một cái điều hòa, rồi, một cái tủ lạnh. Rồi. Thế nhưng cũng phải nói luôn là cái nhà vệ sinh ấy thì em cũng định đưa cái tủ lạnh vào đấy, nhưng mà thấy nó không hợp lý lắm. Đúng, đúng. Thì em chỉ treo cái tivi thôi. Để anh có vào trong anh ngồi trong đấy, nếu mà anh xem bóng đá nó không bị gián đoạn. Đúng, rất logic, rất có lý. Và này, tớ hiện nay tớ vẫn còn có cái điều băn khoăn. Tớ day dứt về cái lời nói của cậu này. Ô, em có nói gì xúc phạm đến bác đâu mà bác phải day dứt nhỉ? Cậu bảo cả cái huyện này chỉ có mỗi một mình tớ đi họp trên huyện bằng xe đạp. Ờ thì thực tế là thế thì em nói thế. Mà mình là người có năng lực mà bỏ họp thì không được, phải họp. Thế mà đi bằng xe đạp thì nhục, nhục lắm cậu ạ. Đấy, em nói với bác ngay từ đầu, từ khi bắt đầu có cái dự án tượng là em đã xúi bác mua ô tô rồi. Ừ. Thế mà bác lại cứ bản lùi. Thì... Nói tóm lại bây giờ thế này nhá. Em sẽ mua cho bác một cái xe ô tô đời mới nhất nhá. Nhãn hiệu là quả mít luôn. Cái xe nó gọn gọn nhỏ nhỏ. Đấy, để anh đi cho đỡ mệt. Cậu có tìm cái nào vài chấm mua cho tớ cũng được nhá. Thôi được rồi, thế thì em đã bảo cái việc ô tô ấy thì bác để cho em lo nhá. Rồi. Và từ ngày mai em yêu cầu bác là bác quên ngay cái tính từ đạp cho em. Ôi này, đạp là động từ chứ không phải là tính từ nhá. Anh ơi, ai người ta nói là động từ là sai đấy. Từ ngày mai cái xe đạp nó nằm im một chỗ, anh không động vào nó thì có nghe nó trở thành tính từ. Đúng. Đúng phải. Anh chứ mà này, đấy nhá cậu nhá. Mọi việc xảy ra chuyện gì cậu phải chịu trách nhiệm đi nhá. Thì có chuyện gì là chuyện gì? Chuyện ô tô này này. À, đơn giản. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì mình lại vẫn thế thôi. Ở vẫn thế là thế nào? Tức là trình độ học vấn là yếu kém, nhận thức có hạn, thế là hòa cả làng. Ờ. Có phải không ạ? Em đi mua ô tô luôn nhé. Rồi đi đi. Vâng. Nhá. Vâng vâng, nhá. Em đi ngay. Đi nhanh nhá. Anh ạ. Úi giời, đến đây rồi, đến đây rồi. À, may quá tôi đang định tìm ông. Đây ông xem đây này. Mặt ông cụ nhờ ông này. Hôm nọ tôi phải mời 7 bác sĩ, 8 giáo sư cộng với tôi toàn bộ thành 16 người mới thiết kế được bịa được cho ông cái mặt như thế này đấy. À vâng ạ. Ui hay quá anh nhỉ. Đấy, giống ông không? Ui, anh thấy có giống không? Giống quá nhỉ. Giống ạ. Thế thì chứng tỏ là họ nhà em mới cả cụ là gần nhất đấy. Ừ, gần nhau. Ừ. Nhưng mà anh ơi, tinh thần như thế này, à? Có tí thay đổi nhỉ? Có lại thay đổi à? Theo hợp đồng thì là cụ là bao nhiêu cân nhỉ? Cụ à? Cao 1 mét, nặng 24 tấn. Đấy, chính vì là cao 1 mét mà nặng 24 tấn thì là cụ béo quá. Thế à? Vâng. Thế bây giờ ông thích thay đổi thế nào? Bây giờ anh giảm cho em được không? Giảm cân cho cụ à? Vâng. Giảm cân cho cụ thế thì là 12 tấn nhá, được chưa? 12 tấn mà cao 1 mét, em sợ là cụ vẫn bị béo phì anh ạ. Thế à? Bây giờ này, giảm béo cho cụ bằng cách thế này. Theo em ấy, để cho nó thực tế nhá. Cao 1 mét, nặng 48 cân thôi anh ạ. Ôi trời ơi! Đang từ 12 tấn mà giảm cụ xuống còn 48 cân thôi à? Dạ vâng, thì anh tính nhá. Ngày xưa cụ sống ở cái thời mà trước ông Nguyên ấy. Ừ. Thì hồi đấy làm gì mà có ăn đâu. Thế à? Dạo đấy thì là khổ lắm chứ không sướng như bây giờ đâu. Ừ. Em nghĩ rồi, nhá, tạng của em với tạng của cụ là xêm xêm nhau. À. Mà em bây giờ là ăn sung mặc sướng. Ừ. Ăn no đủ ấy. À. Mà em cũng chỉ có 50 cân thôi. Ừ. Mà em vẫn còn cao hơn cụ cơ. Thế à? Thì thiết nghĩ là cụ 1 mét nặng 48 cân là em thấy là thực tế đấy. Thế à? Thôi được rồi.
Thế quyết định nhá. Dạ vâng. À, cho ông cụ là 50 cân, cao 1 mét, đặt ở trên đỉnh đồi được chưa? Tức là anh vẫn đắp thêm cho cụ 2 cân nữa gì? Thêm cho cụ 2 cân cho nó tròn cân đi. Vâng, thế cũng được. Ừ. Thế nhưng mà thế này, ừ, anh phải triển khai nhanh cho em để cho nó kịp tiến độ nhá. Sao? Đế là ở nhà em là làm xong sẵn hết rồi đấy. Đế xong rồi? Đế xong rồi. Thế nhưng mà liệu có đảm bảo độ bền, độ chắc không? Anh yên tâm, cái đế là lại làm theo cái thiết kế là lúc cụ vẫn cao 7 mét và nặng 24 tấn. À. Cho nên là bây giờ cụ có 1 mét nặng 50 cân thì có đặt 1.000 cụ ở đấy cũng vô tư anh ạ. À, thế hả? Được. Thế rồi, thôi về nhá. Vâng, thế nhưng mà... bận quá. Ừ. Vâng, anh phải triển khai nhanh cho em nhé. Nhanh, yên tâm, vâng. Cứ có tiền là xong ngay thôi. Vâng, em cảm ơn. Nhanh, đi về nhá. Này, tiền công vẫn thế đấy nhá. Dạ, anh đang ngủ ạ. Dạ. Có phải thế à? Vâng. Anh cũng ngủ tiếp ấy. Không, tớ tỉnh rồi. À, thế nào? Công việc tớ giao cho cậu Loan đâu rồi? Thì đấy, anh phải bảo em là cái việc gì thì em mới trả lời được chứ. Em bây giờ cũng 7-8 đầu việc mà. À, cái xe. À, việc ô tô gì? Ừ. Dạ vâng. Báo cáo anh là xong rồi ạ. À, xong rồi. Em vừa mua một cái 4.5. Thế à? Anh ơi, ngồi bên trên nhá, như ngồi trong khách sạn luôn. Thế à? Nó có cả điều hòa này, nó có cả nhạc này. Úi giời, anh ơi, đi sướng lắm. Thích quá nhỉ. Tốt quá, rất tốt. Mong là thật với cậu, tớ cứ thấy lo thế nào. Lo gì ạ? Lo thật sự. Nhưng mà lo cái gì? Bởi cậu biết không, mình là chủ tịch xã, mình phải lo biết bao nhiêu vấn đề của bà con trong xã. Thế mà mình vẫn cứ cảm thấy thiếu những cái thông tin, giá như mà có cái lép lép top top gì đấy. Mà cậu biết không, tớ phải viết rất nhiều điều quan trọng, những báo cáo rất quan trọng. Thế mà cứ phải viết về tay nó mệt quá, không thể tư duy nổi nữa. Ôi trời, tưởng cái gì? Ý anh muốn nói là anh muốn có một cái máy tính xách tay gì? Ờ, đúng, cái máy tính xách tay. Đúng, phải có máy tính xách tay anh ạ. Có cái đấy làm việc cũng nhàn. Đúng. Đúng không ạ? Đúng. Thôi được rồi, riêng cái máy tính xách tay thì là sẽ có ngay và em không cần phải ra tay. Cậu không ra tay vẫn có. Dạ vâng, chả là thế này. Cái thằng cha đúc tượng ấy, em thấy nó khoe nó có 3-4 cái đấy. À. Em cứ điện cho nó bảo nó mang cho anh một cái. Giỏi, rất giỏi. Anh ạ. À, em đấy ạ. À. Gì đấy em? Nó lại có đi thay đổi ấy ạ. Lại thay đổi à? Dạ vâng ạ. Thay đổi. Thôi tôi không làm đâu. Cứ có một cái tượng mà thay đổi liên tục cái gì. Không anh ơi, tức là theo cái bản vẽ của anh mà gửi về xã ấy, thì cái phần gọi là xiêm mi của cụ là nó hơi bị nhiều, nó hơi bị rườm rà. Rườm rà sao? Bây giờ các cụ là phải có mũ mão cân đai đàng hoàng. Đấy. À. Chính vì thế cho nên là nó nhiều quá mà làm sao anh phải tinh giảm biên chế bớt cái rườm rà cho em. Bởi vì này này, cụ tổ làng nghề nhà em ấy là dân lao động, mà cho cụ mặc nhiều áo quá mà nó lòe xòe quá ấy, thì nó lẫn sang mấy cái đám là cường hào bá. À, sợ bóc lột gì? Vâng, đấy. Ừ, thì được rồi, tinh giảm. Vâng, đấy. Thế này được chưa? Đấy, thấy á. Vâng, thế nào cũng được anh ạ. Nhưng cứ mà... để cho cụ cải trần thế này. Vâng, đấy, giảm bớt đi. Nếu mùa đông đến mà sợ cụ lạnh, vâng, thì cậu ra cậu khoác cho cụ cái áo bông, nó đỡ, cụ đỡ viêm họng. Đúng rồi. Còn nếu mà mùa mưa thì sợ đồng nó phai ra, thì cậu ra cậu khoác cho cụ cái vải mưa. Vâng. Thấy không? Với cả em thiết nghĩ là các cụ ngày xưa cái thời trước công nguyên ấy, thì làm gì vải vóc có như bây giờ đâu. Đúng rồi. Anh cứ đóng cái cuội khố thế là được. Được rồi. Vâng. Càng tinh giản càng tốt được chưa? Vâng, vâng. Đấy. Xong phần đế rồi này. Cái đế xong rồi đấy. Đấy. Được cái anh ạ. Được không? Anh ơi. Ơi. Thế cái phần gọi là hồng của em mà thì anh cứ làm việc riêng một mình em thôi. Yên tâm. Vẫn 50-50. Dạ vâng. Đáng lẽ ra ấy là đúc là 24 tấn ấy, vâng, nó dễ thì cậu 50-50 thì nó ngon. Vâng. Nhưng bây giờ tinh giảm nó đi mà giảm bớt cân đi ấy, vâng, thì làm nó khó. Vâng. Nhưng mà không sao, vâng, chỗ anh em mình còn đúc với nhau nhiều, không hiểu không? Đúng rồi. Thôi thì cứ 50-50 thế được rồi. Em nói thật với anh, với mấy cái ông ở xã ông cứ bảo thủ chứ. Chứ chính ra ấy, lúc mà anh bảo là 12 tấn ấy, cứ 24 tấn xuống còn 12 tấn em thấy hợp lý lắm rồi. Quá được. Quả nếu mà 24 tấn thì lúc mà anh em ăn đủ. Ăn đủ chứ còn gì đấy. Thôi được rồi, bận quá, về đi. Tóm lại vẫn thế nhá. Vẫn thế nhá. Nhưng mà anh lưu ý với em là kiểu gì cũng phải nhanh cho em. Nhanh. Làm sao mà đến độ ngày kia anh giao hàng cho em nhé. Yên tâm, cứ có tiền là giao hàng. Dạ. Vâng, thống nhất thế anh nhá. Thế về nhá. Vâng, à, này, tiền công vẫn thế nhá. Anh ạ. Cậu về thế nào? Ui giời ơi, tưởng bác đang viết báo cáo hóa ra lại chơi game này á. Không, báo cáo tớ viết mấy cái gửi lên trên rồi.
Tôi mới thư giãn này một tí cho nó đỡ căng thẳng mà. Ba thấy con có cái này hay không? Rất là hay. À, tôi hỏi cậu này nhá. Dạ. Tại sao tôi cứ bấm một cái nút này này? Đấy, nó lại đọc vào mắt mình thế này. Thì làm sao mà xóa được? Sao rồi bác ấy vào được cả cái trang này cơ? Tôi vượt được cả tương lửa này cơ. Ôi giời, làm thế nào mà xóa được? Đây, nếu mà muốn xóa nhá. Đây thì bác thao tác này. Đấy. Đấy là xóa đi nhá. Thế bây giờ ví dụ muốn xem lại thì làm thế nào? Là muốn xem lại gì? Đấy bác thấy cái máy tính hay không? Hay. Đấy, xem lại thì đơn giản thôi, bác để ý nhá. Đây, xem lại đây. Đấy. Đấy. Thế là công việc tôi giao cho cậu đến đâu rồi? Báo cáo anh là xong hết rồi ạ. Em đã rước cụ tổ về đây rồi ạ. Thế à? Vâng. Giỏi, rất giỏi. Hôm nay bà con xã ta là đang mong chờ để rước tượng cụ tổ lên đồi đấy. Dạ vâng. Chúng ta phải lập thật hoành tráng, thật vĩ đại vào. Dạ vâng. Anh ơi, em mời anh ra duyệt tượng kìa. Thôi, ta ra thì duyệt đi. Dạ vâng. Anh ơi, anh vào đây duyệt cụ ạ. Đây, mời anh duyệt cụ ạ. Này, sao cụ bé tí còi cọc thế này? Cậu báo cáo với tôi là cao 7 mét, nặng 24 tấn cơ mà. Anh ơi, em tính toán rồi. Nếu mà để cụ cao 7 mét mà nặng 24 tấn ý, thì tức là nó không thực tế. Tức là nó phi hiện thực, nó không chân thực. Cho nên em rút gọn cụ lại. Cậu lý giải thế cũng tạm nghe được. Để xem cụ thế nào. Đấy anh ơi. Đấy, anh xem. Anh thấy không? Riêng cái mặt của cụ nhá, em mất bao tiền để chế cái mặt cụ ấy. Này! Có phải dâu, trông giống nghệ sĩ không? Tại sao cụ không có ăn mặc gì cả thế này hả? Anh cười thật đấy. Cụ chết trước công nguyên 3-4 năm. Ai mà biết được cụ ăn mặc thế nào? Mà mình may quần áo lăng nhăng ở đây á, nó không đúng ấy. Cụ mắng rồi. Thế cả anh ơi, riêng cái phong cách này là phong cách mới. Đây là phong cách nghệ thuật mới, phong cách xì tin luôn. Cậu lý giải cho tôi thì tôi chịu rồi. Thế nhưng mà... Còn bà con họ có hiểu cho mình không? Đây là tiền của bà con trong xã đóng góp. Họ không tán thành là phiền hà lắm đấy cậu ạ. Ôi giời ơi, họ không ca tán thành thì mình bắt người ta phải tán thành chứ đấy. Hả? Thế bây giờ em nói với anh thế này nhá. Tí nữa em cho một cái xe tải hạng nặng 24 tấn vào đây rước cụ ra chân núi. Rồi. Nhá. Ở trên rồi thì em điều một cái máy bay trực thăng thả tời xuống và cho cụ thăng lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi là có 40 thằng một tay cầm búa, một tay cầm đinh. Đợi cụ xuống một phát là đóng lên cho cụ. Lúc đấy nhá, gió bão nhá, thoải mái luôn, không sao. Tuyệt vời, cậu đúng là siêu trợ lý của tôi. Đấy, thế đến lúc đấy thì em hỏi anh. Nói như thế thì bà con có nghe không nào? Đúng nghe quá rồi. Nghe quá có gì nữa. Nhưng mà này, thế tại sao cái lá này là lá tươi? Thì bây giờ mỗi một ngày nó héo đi. Thì cậu bắt tôi lại phải chạy lên đến đỉnh núi để thay lá cho cụ à? Thế tại sao cậu không làm bằng đồng? Khổ quá anh ơi. Giờ anh cứ mở mồm ra anh là anh nói đến đồng. Thế bây giờ cây lá khoai này cũng làm bằng đồng thì lấy đâu ra ô tô, lấy đâu ra nhà, lấy đâu ra internet, lấy đâu ra điều hòa cho anh? Này này, anh nói một cười. Này này, cậu nói như vậy tức là tôi ăn hết cả quần áo của cụ gì hả? Thế thì anh không ăn thì làm sao của cụ ra cái nông nỗi này? Này, này này này, anh làm trò gì đấy hả? Mày ơi, anh ơi, anh làm trò gì đấy? Ôi giời ơi, anh ơi, anh làm thế này thì anh giết em rồi. Ôi giời ơi, anh đâm thủng pha cụ rồi. Anh đâm thủng vai em thì không sao, anh đâm thủng pha cụ đây. Chú ơi, anh đóng của anh không kịp được, chú ơi, có cách nào cứu anh với chú? Làm gì còn cách nào, bình thường tượng lành lặn thì không sao. Bây giờ tượng thủng thế này thì bà con làm sao, bà con chấp nhận được. Ôi giời ơi, chú ơi, bây giờ bà làm thế nào? Trời ơi, làm thế nào bây giờ hả? Chú Trận đi ơi, chú anh với. Thôi bây giờ thế này, để em gọi điện hỏi mấy cái thằng làm tượng ở xã bên. Xem nó đang trốn đâu rồi, mình trốn theo nó. Thôi đi. Đi anh. Ôi, sao lại chó lại cắn tôi thế này? Chó. Nhà ông nuôi chó à? Tôi lạ thật đấy. À? Con chó nó là cái con chó đấy. Vâng. Nhà tôi có nuôi chó là đâu mà. Tôi không nuôi chó, tại sao nó lại cắn tôi? Nhầm. Em gãi nhầm trong đùi bác, tờ nào càng gãi càng ngứa. Chú cũng buồn cười. Thế chân chú cắm vào đùi tôi mà đùi tôi cắm vào người chú mà chú cứ gãi đem đầu ra hết cả. Thế bác vừa bảo là chó, ý bác nói em là chó. Thôi. Xin lỗi chú. Này, rồi chúng mình còn nhầm nhiều. Nhá. Cãi nhau làm cái gì? Rồi. Cãi nhau lắm vào để cho ba ông kia ông đang cười tè tét thế này. Các bác ạ,
Em là em thấy chỉ có ba cái ông này là sướng nhất thiên hạ. Mà em chỉ khoái có mỗi một ông. Ông nào? Tí về bác cho em cái ông bé đường bé kia nhá. Hả? Chú thích thì nấu chú thôi. Nhưng mà chú chỉ thích một mình ông thôi à? Thế tại sao chị lại thích có mỗi một cái mình ông bế cái thằng vẹt quạt đi nào? Bởi vì là... Sao? Chú Phúc ơi! Đang vui vẻ thế này tại sao chú lại khóc thế? Các bác ơi! Nhà em đẻ được 4 đứa. Thế mà ngày thường không sao. Cứ lúc nào em say rượu quay đủ 4 hướng đông tây nam bắc thấy giật là bướm bướm đầu chả thấy chim chóc gì. Rồi chú ơi nín đi, chú yên tâm, con trai cũng như con gái thôi. Tôi nói để chú biết chứ, con gái nó sống tình cảm hơn con trai. Thế bây giờ chỉ nói ví thử, có một trong 4 đứa đó luôn lấy được một thằng chồng giàu có tử tế, nó báo hiếu cho cô chú đấy, chẳng là sung sướng hạnh phúc hay sao? Nhưng em vẫn cần gì con trai, quên đi, em cú cho con trai lắm chứ. Các bác có công nhận với em không? Cá vào nhà ai thì cá rồi. Giống đây là vì sợ mất giống. Ê, đấy. Sợ mất giống lắm hả? Này, không mất giống đâu, tôi hỏi không nhá. Vâng. Này, sao nào? Không có công nhận rằng là cái đặc trưng nhất của phụ nữ Việt Nam cho đến tận bây giờ là cái tính trung thủy không? Ê, không. Nó là thủy chung. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá. Con gái ông đã lấy chồng. Nó sinh cháu nó mang về cho ông. Có đích thị là giống ông không? 100% rồi. Nó là con mình đẻ ra. Nhưng mà ông có thằng con trai lúc nó đi nhăng nhăng cái chỗ ở đâu nó về nó đem thằng cháu về. Chắc chỉ là cháu ông đấy đâu. Nhưng em vẫn là thích thằng con trai cơ. Mưa rào thì nước chảy thì cá nó lọt vào nhà mình, có phải là mình được hưởng hay không đấy? Nói các bác hiểu nhá. Vợ em chỉ cần nó mang cho em về một thằng cu thôi. Sau này nó còn hương gói cho các cô, thế là em khoái nhất đời em. Chú là chú thích thằng cu. Vâng. Nhưng mà anh là anh thích tiền. Anh lại thích cái ông quan kìa. Đâu. Ông quan này à, lắm lộc nhiều tài. Đấy. Bác phải cư xử cho nó công bằng. Bác cho chú cái ông bế con. Thế mình phải cho em cái ông quan tỷ phú kia chứ. Trời ơi, tôi nói là các chú nha, các chú thì thích toàn những cái chuyện nó rất là hư không. Nhá, vợ con nhá, tiền bạc nhá, phù vân. Này, mình ấy, may bây giờ còn có chén rượu, còn mò ngoại được. Không may mình đi rồi là hết chuyện. Tôi hỏi ông nhá, cái quý nhất của đời người là cái gì? Là tiền. Là thằng con ra. Ôi giời ơi, không phải rồi. Cái quý nhất của đời người là được sống trường thọ cùng rời đất. Nào, muốn đi. Khiến cho cái năm cũ nó qua đi. Mừng năm mới sắp đến. Mừng thiên niên kỷ mới. Vô tư đi. Thấy sướng chưa? Không phải nhà mình. Quái là thế nhỉ? Đi mãi không về đến nhà. Cháu lòng tiết canh có đá. Ê, cháu lòng thì tiết canh đá thì ăn nó ra thế nào nhỉ? Hỏi chỉ cười. À, chủ quán cháu lòng tiết canh nha. Ôi trời ơi. Oai ngâu. Thế mà cũng ở được.
trời ơi, đốc cho nó làm sao, rồi nhà mà không biết lối mà về. Cô là... Là con quỷ nhập tràng, là cái máy đẻ ra bướm bướm vàng, là kẻ ăn, là người ở nhà ông. Vào, cứ đi vào, cứ đi vào. Vào, vào đâu? Vào nhà chứ con vào đâu? Nhà. Chứ con sao? Nhà tôi đây á. Thế sao nó tồi tàn thế? Ôi trời ơi, thế không nhà ông thì còn nhà ai? Thế ông tưởng nhà của trưởng thôn chắc? Hả? Hay là ông tưởng nhà ông 5-4 tầng, sơn bả ma tít? Hả? Hả? Sơn đít tông bả ma tít? Quay. Trời ơi! Đây, bế lấy nó! Để đi xem thằng Kết nó biến đi đâu rồi đấy ngay! Bế lấy! Thì bế! Hiểm tra. Hả? Ôi trời ơi, tiền.
bé một thôi. Tiền này là do công của ông đấy. Công của tôi? Nhờ có một chữ ký của ông mà tôi kiếm được một vố ra cho. Ký? Tôi ký cái quái gì nhỉ? Thôi, tôi có phải là đoàn thanh tra đâu mà ông cứ đóng kịch mãi đấy. Mới... Rồi, rồi. Diễn mãi. Nhưng mà làm sao lắm tiền thế này? Hả? Chết rồi. Tôi chết rồi. Sao mọi khi tôi nắm chặt tay lắm cơ mà. Đầy tay lắm. Sao hôm nay nó lại lỏng thế này nhỉ? Hả? Hả? Này ông ơi. Ông có lấy tiền của tôi không? Không, tôi có biết cái tiền này ông là tiền nào đâu. Ông có lấy tiền của tôi đi bao gái không? Không, tôi không lấy, không lấy. Sao nó lại võng mình như thế này? Chết thôi. Hả? Ông vào gầm giường. Vào gầm giường tìm xem có sơ tập của tôi đi. Vâng. Tôi nhớ ra rồi. Vừa hôm kia tôi cho thằng Phong với con anh mỗi đứa 100 triệu mua xe máy, còn đâu cho chúng nó tiêu xài. Ôi giời ơi, nó còn đang là học sinh. Tại sao bỏ cho nó lắm tiền thế mà còn mua xe máy? Công an người ta có cho chúng nó đi xe máy đâu. Giời ơi, cái thời buổi văn minh hiện đại này mới để cho con cái nó hưởng cái văn minh hiện đại một tí chứ. Tôi nói thật với ông nhé, làm đăng ký ô tô bây giờ khó, bằng lái xe ô tô nó khó khăn nhá. Chứ nếu nó dễ như đợt trước ấy, tôi mua ô tô cho nó chạy cơ. Xe máy là cái gì? Bà làm như thế chỉ hư chúng nó thôi. Giời, im. Ở cái nhà này tôi là chủ hay ông là chủ? Tôi là sếp hay ông là sếp? Hả? Thôi nhá, bây giờ là ta quy định với nhau luôn nhá. Mọi chủ trương đường lối chính sách ở nhà này là tôi quyết định. Ông chỉ việc thực thi thôi. Ông chỉ là một nhân viên quèn. Thậm chí ông chỉ là một tạp vụ không hơn không kém. Mà đã là tạp vụ rồi mà cũng không hoàn thành nhiệm vụ cơ. Thì tôi còn phải làm cái gì nữa? Nhớ lại đi. Động não đi. Nhớ kỹ lại đi. 10 năm nay rồi, đêm nào tôi cũng nằm chờ ông về. Ông về đến nhà, tôi hỏi ông có mỏi lưng không? Ông bảo mỏi. Sờ vào đầu gối ông hỏi có chùn gối không? Ông bảo chùn. Tôi mát xa cho ông thì ông dậy đầy đầy ra. Ông bảo tôi đau, đau ê ẩm khắp người. Đấy, hoàn thành nhiệm vụ chưa? Hoàn thành nhiệm vụ chưa? Thì tôi... Im! Không hoàn thành nhiệm vụ thì bây giờ ở nhà trông coi chỗ tài sản này nhá. Cấm không suy chuyển lên một đồng. Đồng nào cũng đánh dấu rồi đấy. Hiểu chưa? Canh nhá! Bà ơi! Tết sắp đến nơi rồi! Bà định đi đâu? Vũ trường! Vũ trường là cái? Vũ trường đăng sinh. Đăng sinh là cái quái gì? Chứ biết cô. Hả? Biết cô. Ôi trời ơi. Biết cô. Đây bà ơi. Bà đi nhiều mà cứ lắp một quái gì như thế này. Thì thiết đạo anh ta. Các cười vào bà, cười vào tôi ấy. Ông nhìn tôi đây này. Cuồn cuộn sức sống như thế này. Ông phải để cho tôi đi hưởng thụ chứ. Bao nhiêu năm nay tôi vất vả vì ai? Hả? Tôi phôi hoa nhan sắc, tôi héo tàn tuổi xuân là vì ai? Vì cái gia đình này, vì nuôi bố con ông khôn lớn đến ngần này. Thế chả lẽ bây giờ ông không cho tôi đi hưởng thụ à? Ông bắt tôi ở đây chết già với ông à? Hả? Đi! Tôi đi chán rồi tôi lại về. Còn nhiều ý kiến nữa nhá. Đi luôn đó. Thôi đi nhá. Bye bye. Hả? Ôi anh! Cô là ai? Cô đến đây làm gì? Ôi! Mình! Trời ơi mình! Sao mình đùa có duyên thế? Em Thủy Tiên đây mà. Tôi... Trời ơi! Mình chẳng nhớ gì cả. Em là Thủy Tiên, bồ hạng nhất của mình đây còn gì nữa. Đúng rồi, tôi có biết gì đâu. Ôi trời ơi, không biết à, sẽ biết. Biết chưa? Thì có tình không? Thích à? Thì có sướng không?
Tôi sao thôi? Tôi sợ cái gì? Nhớ. Ôi giời ơi, em biết rồi. Anh sợ cái con mái giả của anh chứ gì? Này, báo cho anh một tin buồn nhá. Nó đang mồ bồ bịch bịch với cả thằng trên vũ trường đấy. Nó có mồ à? Giời ơi! Thế này thì tôi phải giết. anh giết em à? Ôi nhưng mà tôi giết cũng được. Hãy bơm nát trái tim em đi. Xinh đẹp thế là anh làm sao dám giết em được? Này, anh thằng nhá. Nó có bồ thì mình có bịch. Em là bịch của anh đây nhá. Thế nhưng mà nó vẫn cứ là vợ tôi. Rồi ôi, vợ chồng gì? Vợ chồng thì trên danh nghĩa thôi anh ạ. À, em nói cho anh biết nhá. Bao nhiêu tiền của anh ấy đưa đem hết cho. Nếu không ấy, nó đem tiền đi cho Giai nó chết. Nó mang đi cho Giai hết đấy. Cái gì thế anh? Bà đi đâu? Tôi đi vũ trường. Vũ trường? Bà đi với thằng nào? Tôi đi với thằng sếp của ông chứ còn thằng nào nữa. Mà tôi nói cho ông biết nhé, ông sếp của ông nhé báo với tôi là chiều nay có đoàn thanh tra về kiểm tra. Tôi phải lao về đây để tôi báo cho ông biết đấy, ông hiểu chưa? Đoàn thanh tra chẳng liên quan gì đến tôi cả. Không liên quan à? Đừng có vờ vĩnh nữa. Ai nuốt hàng tỷ đồng? Ai ký vào cái tờ giấy đấy hả? Tôi ký cái gì? Tôi ký cái quái gì đâu? Ông cứ vờ vịt với tôi đi. Chiều trước mặt đàn thanh tra tha hồ đóng kịch nhá. Mình có thương em không? Có. Mình có thương các con không? Có. Nếu có mệnh hệ gì thì mình nhận một mình đi nhá. Để em còn ở nhà em nuôi con, còn chăm nom anh nhá. Anh nhận tất cả. Chết rồi em, bà bắt tôi đi tù à? Thì anh không đi tù thì ai đi tù? Thế tôi đi nữa thì ai nuôi con? Ai chăm nom cho ông? Hả? Từ đã, có điện thoại. Đứng yên. Alo. Dạ. Vâng. Vâng ạ. Tôi là mẹ cháu Phong đây ạ. Chuyện gì ạ? Hả? Có chuyện gì thế? Ông ơi, thằng Phong nó đua xe máy, nó đâm vào cột điện rồi. Con ơi! Ông Thọ ơi! Ông Thọ ơi! Ông ơi, dậy đi ông! Kìa! Dậy đi! Uống chén rượu mà ngủ tít quên không biết đi giờ đất thế nào rồi. Thế mẹ sang thì bao giờ đây? Ông say à? Chưa tỉnh à? Tôi đây mà, vợ ông đây này chứ mẹ nào? Bà đây à? Ừ. Sao mấy bà già thế? Ôi trời ơi, tôi tưởng nhầm là mẹ à? Ôi trời ơi, thế ông thử xem tôi với ông là già cả rồi, trẻ trung gì nữa. Ông cứ tưởng ông còn trẻ lắm nhỉ? Trời, bà nhìn tôi này. Vâng, đây nào. Nào, trẻ hay già? Cháu nội cháu ngoại thì còn tưởng mình trẻ lắm phải không? Tôi là ai đấy? Ủa, chả ông thì ai? Tôi hôm qua uống rượu với chú Phúc, chú Lộc xong. Sao lại hôm qua? Hôm qua là thế nào? Ông không nhớ à?
ngày xưa nhà mình có ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ nhá. Cái năm tất niên năm ấy uống rượu, ông đã tặng chú Phúc, ông Lộc mỗi người một ông rồi, chỉ còn một mình lại ông Thọ thôi. Bây giờ các chú đã về chầu Thiên Tổ rồi còn gì nữa. Chú Phúc, chú Lộc, mỗi ngày nào mà âm dương đã cách trở. Ông ơi, thôi để tôi đi nấu cho ông bát mì ông ăn nhé. Này, thế có đúng hôm nay là mùng 1 đấy không? Đúng rồi. Thế à? Vâng, khổ cả năm vất vả, hôm nay mới được một bữa ăn tươi, ăn cho nó ra hồn ông ạ. Bà cứ nói vậy, nhà mình đã đến nỗi nào mà. Ôi giời ơi, tôi nói cho ông biết nhé, ông mang cái bơm đi, hôm nào mà đông khách người ta xịt xe nhiều thì ông kiếm được, hôm nào mà vắng khách ấy là khổ cả ngày. Cái gì? Tôi mà phải bơm xe à? Ôi chết, thì ông cứ tưởng ông là giám đốc à? Đấy, cái thằng Trường, thằng Thịnh thì còn phân đâu. Ôi trời ơi, ông ơi, ông tỉnh lại đi, ông vẫn còn say rồi. Hả? Thằng Trường, thằng Thịnh, con Xuân, cháu nội, cháu ngoại rồi thôi. Thằng Trường thì ở tận bên Đức nhá. Nó bảo rằng là năm nay con sẽ gửi về biếu bố mẹ vài trăm đô để ăn Tết. Và đến giờ này có thấy gì đâu. Lại còn thằng Thịnh nữa, có vài khách sạn ở Sài Gòn ấy. Bận như thế, có thời gian đâu còn nghĩ đến bố đến mẹ. Ôi trời ơi, còn cô con gái nữa, ba bốn đời chồng rồi. Cái thằng cuối cùng này có chủ tiệm vàng đấy, cứ đếm tiền cả ngày đã mệt rồi còn nghĩ đến chúng mình làm gì nữa. Con gái thế, đó là vô phúc. Ôi giời, tại như ở mình, tôi với ông sống dai quá. Đáng nghĩa tôi với ông chết từ lâu rồi. Sống là khổ con, khổ cái xong ạ. Sao đấy? Lâu ra là ôi chết. Ừ, xem nào, răng tốt không Phương ạ? Hà mồm hả? Xem nào, hà mồm rồi. Đấy. Răng vẫn khỏe lắm. Khỏe đây. Ông ơi, đau một cái răng rồi. Này, ông xem thêm này, cái răng của ông này. Này, nhìn đây này. Ở phía dưới không ạ? Đúng rồi. Đây. Muốn lắm mà ông. Hãy đi bác sĩ đi. Đi bác sĩ á? Làm gì có tiền mà đi bác sĩ hả ông? Hả? Không còn tiền đâu ông ạ, cố chịu đựng thôi. Sao? Sao hết tiền thật à? Vâng. Ông đưa tiền cho tôi, ông chả bảo rằng cả năm thì phải làm cái bữa cơm xôm xôm hay là gì? Đói ngày dỗ cha, no ba ngày Tết đi ông. Ôi trời. Năm nay mùng 1 Tết chắc là chưa ai mở hàng. Để tôi đi bơm xe. Thế ông lại đi à? Ừ. Dồi. Chắc chắn hôm nay là mình có thể thu nhập được. Thôi. Ông ơi. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi bà ơi. Ôi tôi chết rồi. Không đẻ nữa đâu. Không đẻ nữa đâu. Đừng quay tôi đi tù. Tôi không đi tù đâu. Tôi không đi tù đâu. Tôi không đi tù đâu. Ôi, thì ra vừa rồi các chú cũng nằm mơ à? Hả? Ác mộng phải không? Ác mộng phải không? Em sợ quá bác ạ. Mộng à? Ôi giời ơi. Ôi ác mộng. Vâng. Thế các chú mộng mị những gì? Ôi giời ơi bác ơi, may quá. Mới chỉ là mộng thôi chứ không có gì chết. Bác ơi. Bác ơi. Bác không biết không? Em mộng. Em bị đi tù. Thôi. Thà em chịu nghèo đói còn hơn đi tù, em không nhận công quan đâu, em chịu nghèo đói rồi. Đây, chú nói tôi mới nhớ rồi. Đây, trời ơi, khổ quá. Ôi giời ơi. Bác. Đây. Nhân tiện lúc nãy các chú đã có nhờ ấy. Ngay thì đây, phần chú. Đây là của chú. Thôi các chú cứ mang về dùng. Anh em mình là cái gì có nhau. Vâng. À chú nhìn đâu ấy, chú nhớ tôi. Dạ. Chú nhìn đâu này, chú nhớ tôi. Dạ. Anh em mình lúc nào cũng có nhau. Dạ vâng. Đúng không? Đây đây. Bác ạ. Em tự nguyện đợt này về là em sẽ xin được chọc xá em đình sản luôn. Báo cáo với bác là em đã thấy cái thực nghiệm trong mơ rồi. Ôi giời, nhiều tiền lắm của để mà đi tù thì thôi. Thà em sống với vợ con nghèo nàn như đề huề hạnh phúc là em đi sung sướng. Bác ạ, con trai con gái em nghĩ là như nhau tuốt rồi. Tôi nói chú biết nhá, dạ. Phúc Lộc Thọ, vâng. Chú hiểu không? Dạ. Nó chả phải là ước mơ của riêng gì anh em mình. Dạ vâng. Nó là cái ước mơ của các cụ từ ngày xưa Vâng. Của tất cả mọi người, cả những cái thời hiện đại này mong muốn như vậy. Dạ vâng.
nhưng mà vấn đề là phải hiểu cái phúc lộc thọ nó đúng nghĩa của nó các chú ạ. Dạ, dạ, sao hả? Sao? Phúc là gì? Dạ. Phúc tức là vợ chồng chung thủy. Dạ. Con cái đề huề. Vâng, phúc. À, đúng không? Dạ. Con cái mình chỉ nên có hai đứa thôi. Sao ạ? Thì mình mới có điều kiện để nuôi nấng cho nó nên người. À, có học thức, có đạo đức, có ích cho xã hội. Đúng rồi, bác có rất đúng. Này, tôi nói chú biết nhá. Còn tiền bạc giàu sang phú quý, nó là cái sự cần thiết cho từng gia đình, vâng, cho cả xã hội. Đúng. Nhưng mà cái tiền bạc giàu sang phú quý là nó phải nảy mầm từ cái sự lao động sáng tạo. Ờ, thì vâng, nó mới bền, nó mới là cái đồng tiền chân chính. Dạ vâng. Chứ còn cái đồng tiền mà do tham nhũng, do tham ô, do buôn lậu mà có à.